Thưa quý khán giả, theo nhận định của các chuyên gia, du lịch nông nghiệp, nông thôn là xu thế ngày càng được ưa chuộng. Trên thế giới, loại hình du lịch nói trên đã hình thành từ rất lâu với các tên gọi khác nhau như là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm hay du lịch nông trại. Cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đã và đang khai thác, phát huy những lợi thế tiềm năng để từng bước đưa sản vật nông nghiệp, nông thôn trở thành sản phẩm đặc trưng phục vụ cho du lịch. Mặc dù là khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng Cần Thơ Eco Resort tọa lạc tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền vẫn chú trọng phát triển hệ thống vườn cây ăn trái đặc sản Vệ Tinh để phục vụ nhu cầu tham quan của du khách. Đây cũng là xu thế chung đang được nhiều khu điểm và hộ kinh doanh hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố thực hiện thời gian qua. Các mô hình vườn trái cây không chỉ góp phần gia tăng giá trị kinh tế mà còn là sản phẩm phụ trợ đặc trưng không thể thiếu của du lịch Cần Thơ nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Anh em sẽ đầu tư một cái khu vui chơi cũng như là cái khu vườn trái cây, tại vì đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long mình là về trái cây, nên bọn em sẽ dựa vào cái thế mạnh đó mà sẽ phát triển theo hướng sinh thái để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng nhiều hơn và cái công suất đón khách sẽ cao hơn ạ. Khung cảnh Cần Thơ rất là nhiều cây cối, nhiều cây ăn trái, con người ở đây cũng rất là dễ thương, mến khách. Ngoài ra, trong vài năm trở lại đây, mà nhất là sau dịch Covid-19, trên địa bàn thành phố Cần Thơ còn xuất hiện một số mô hình du lịch nông nghiệp đặc thù. Điển hình như làng hoa Cần Thơ, Cần Thơ Farm hay các điểm vườn du lịch sinh thái chuyên phục vụ khách tham quan cũng như thưởng thức các loại trái cây theo mùa. Cần Thơ thì một thành phố du lịch đang phát triển. Thì theo đó thì bên em định hướng thì sẽ làm ở Cần Thơ một cái làng hoa. Trước mắt là một cái vườn hoa nhỏ, từ từ bên em sẽ đầu tư làm nguyên một cái, nếu mà được ổn định thì bên em sẽ làm nguyên một cái làng hoa tại thành phố Cần Thơ luôn, giống như làng hoa Sa Đéc. Để nâng cao hiệu quả cũng như giá trị hoạt động du lịch trong tình hình mới, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã phê duyệt đề án phát triển du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đề ra là đến năm 2025, có ít nhất một khu điểm du lịch nông nghiệp cấp thành phố, đồng thời thu hút khoảng 1.300.000 lượt du khách đến tham quan các mô hình du lịch nông nghiệp. Năm 2030, thu hút 2.400.000 lượt khách với doanh thu từ du lịch nông nghiệp đạt 1.920 tỷ đồng. Cái mong muốn của khách du lịch hiện nay thì ta cũng mong muốn là được tham quan các cái điểm vườn thật sự, chứ không phải là đi vào để mua trái cây ăn không. Thì cái hiện nay thì chúng tôi cũng phối hợp cùng với huyện để rà soát lại xem cái diện tích của các cái nhà vườn trái cây đó thì hiện nay nó loại hình trái cây gì và diện tích nó như thế nào để đáp ứng được cái nhu cầu tham quan của khách, chứ không phải là chúng tôi chỉ thấy là chỉ tham quan các cái homestay không. Ngành nông nghiệp thành phố cũng đang tập trung nhiều cái giải pháp phối hợp với các cái sở ngành, các cái địa phương có liên quan để gắn cái phát triển cái du lịch nông nghiệp, xem đó là một trong những cái giải pháp để đa dạng hóa, tích hợp đa giá trị trong cái sản xuất nông nghiệp. Đề án cũng nêu rõ quan điểm phát triển du lịch nông nghiệp là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cũng như cộng đồng.